Sinh vật bí ẩn nửa người nửa thú khiến người dân kinh hãi. Một số người nhận định sinh vật bí ẩn là hiện thân của quỷ dữ được hình thành khi một người đàn ông biến thành quái vật. Sinh vật huyền bí được phát hiện khi lướt qua nhiều đoạn đường tại thành phố Santa, Argentina, được xin đưa tin ngày 16 tháng 4. Theo hình ảnh thu thập được, sinh vật này có thân hình nửa người nửa thú và cao tới 2,1 mét. Một số người dân địa phương phát hiện sinh vật ngay sau khi nó thủ tiêu một chó săn cừu đất và một chú chó pitbull. Họ nhanh chóng chụp lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Cư dân địa phương nhận định loài sinh vật trông khá giống một con lạc đà vì nó có cái cổ dài và phần đầu khá nhỏ. Bài đăng về sinh vật bí ẩn ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều cư dân khi có tới 30.000 lượt xem. Mọi người kinh hãi trước phát hiện này. Trong khi một số tin rằng nó là Chupacabra, một sinh vật trong văn hóa Latin gần giống với ma cà rồng, nhiều người có ý kiến khác. Một người bình luận, tôi từng nhìn thấy thứ tương tự vào năm 2005 khi nó băng qua cầu, nó làm chúng tôi cảm thấy sợ hãi khi nó nhảy qua bức tường cao tới 6 mét. Con quái vật này tại đất nước tôi được gọi là Awan, nó hình thành khi một người đàn ông biến thành quái vật. Nó là một con quỷ, nó thậm chí có thể biến thành một con mèo hay con chim lớn bất cứ lúc nào, một cư dân đến từ Philippines cho biết. Loài trăn khổng lồ nặng 1 tấn từng thống trị trái đất. Với kích thước dài khoảng 13 mét, nặng khoảng 1,1 tấn, bề ngang cơ thể rộng khoảng 1 mét, trăn Titanoboa là loài trăn khổng lồ nhất trên trái đất. Với kích thước này, trăn Titanoboa có thể nuốt chửng một con bò hay thậm chí là vài người trưởng thành một cách dễ dàng. Tuy nhiên, thật mừng là loài trăn này từng sinh sống khoảng từ 60 đến 58 triệu năm trước trên trái đất, đến nay đã hoàn toàn biến mất. Các khoáng thạch của 28 cá thể Titanoboa được tìm thấy trong các mỏ than tại Cerrejón ở miền Bắc Colombia vào năm 2009 khiến cho các nhà phát hiện bất ngờ. Khoảng 60 triệu năm trước, sau thời điểm khủng long bị tuyệt chủng, Titanoboa bắt đầu trỗi dậy trở thành loài săn mồi lớn và hung dữ nhất hành tinh. Lượng cơ bắp chúng sở hữu đủ để nghiền nát mọi con mồi, kể cả cá sấu khổng lồ. Theo nhiều chuyên gia, lý do loài trăn này có kích cỡ khủng khiếp như vậy, một phần là vì khí hậu. 60 triệu năm trước là thời điểm khí hậu rất ấm, làm tăng lượng oxy có trong không khí và khiến cho nhiều loài bò sát phát triển đột biến. Giả thuyết này được cho là hợp lý, bằng chứng là các loài họ rắn lớn nhất hiện nay đều sinh sống trong các khu rừng nhiệt đới. Không có đối thủ xứng tầm, Titanoboa đã hoành hành trên mặt đất trong hàng triệu năm, nhưng rồi chúng cũng không thắng nổi một yếu tố đã khiến bao loài vật khổng lồ khác phải nằm xuống: biến đổi khí hậu. Thời tiết nóng ẩm đã giúp trăn Titanoboa đạt kích cỡ vô đối, nhưng rồi cũng chính thời tiết là nguyên nhân khiến chúng tuyệt chủng. Theo các chuyên gia khảo cổ, đã có thời điểm nhiệt độ toàn cầu sụt giảm trong nhiều năm mà đối với động vật máu lạnh như rắn, chúng sẽ không cách nào sống sót. Ngoài ra, việc phải di cư thay đổi môi trường sống cũng góp phần không nhỏ khiến loài vật này biến mất, nhường chỗ cho nhóm bò sát có kích cỡ nhỏ bé hơn. Bí ẩn vùng đất của bầy hổ mang chúa khổng lồ. Quentin Gates, Ấn Độ là vùng đất rộng mênh mông bao quanh dãy núi chạy dọc bờ biển phía tây Nam Ấn Độ. Đây là vùng đất bí ẩn nhất thế giới. Vùng đất này rộng tới 16.000 km2 được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Đây là vùng đất cực kỳ đa dạng sinh học, có vô số loài vẫn chưa được khám phá ở vùng đất này. Rắn hổ mang chúa xuất hiện khá phổ biến ở vùng đất Nam Á. Tuy nhiên, ở vùng đất này, loài hổ mang chúa đang dần suy kiệt bởi sự săn bắt và thu hẹp môi trường sống. Hiện đây được coi là nơi mà số lượng loài hổ chúa còn nhiều nhất trên thế giới. Nhiều khu bảo tồn rắn hổ chúa đã được quy hoạch ở Quentin Gates để bảo tồn loài rắn này. Việc bảo tồn loài hổ chúa ở vùng đất này rất thuận lợi bởi người dân Quentin Gates rất tôn trọng rắn hổ chúa, coi chúng như thần linh, không bao giờ giết loài rắn này. Môi trường sống phù hợp được bảo vệ nghiêm ngặt nên hổ chúa Quentin Gates có điều kiện phát triển rất tốt, đạt kích thước cực đại. Chúng sống được tới 30 năm và không bao giờ ngừng phát triển. Đó chính là lý do có thể gặp những con rắn chúa khổng lồ ở Quentin Gates. Các nhà khoa học nghiên cứu về hổ chúa từ khắp thế giới đã đến vùng đất này và ghi nhận hổ chúa ở đây có thể đạt kích cỡ tới 7 mét, nặng gần 20 kg.
Quentin Gates là nơi ẩm ướt nhất hành tinh, 40% lượng nước của Ấn Độ được cung cấp bởi những con sông suối bắt nguồn từ đây. Môi trường ẩm ướt phù hợp với rất nhiều loài bò sát, gồm những loài có nọc độc, trong đó hổ mang chúa thống trị các loài, vì thế Quentin Gates còn được coi là vùng đất chết chóc. Từ nhiều năm nay, cư dân đã mở rộng môi trường sống vào vùng lõi Quentin Gates, nhiều ngôi làng đã mọc lên bên trong, nhưng điều đặc biệt là người dân và loài hổ chúa đã chấp nhận sống chung với nhau. Cư dân xây dựng nhà cửa, phát rừng làm nương, trồng cây lương thực đã thu hút loài chuột tìm đến cộng sinh, rắn săn chuột cũng tìm về những ngôi làng để săn chuột. Hổ mang chúa là loài ăn thịt đồng loại, đặc biệt ưa thích rắn săn chuột, nên chúng cũng tìm về các ngôi làng để săn mồi. Mỗi năm, rắn hổ chúa thay da 4 đến 5 lần. Sau khi thay da, chúng thường tìm nơi ấm áp để trú ẩn. Những ngôi nhà của con người là môi trường lý tưởng để chúng trú ngụ chờ đợi lớp da mới cứng cáp hơn. Thế nên, việc các cư dân phát hiện hổ mang chúa trong bếp, trong phòng ngủ, trên mái nhà là việc xảy ra hàng ngày. Người dân và loài rắn chúa có thể chung sống hòa bình, chấp nhận để chúng trú ngụ cho đến khi thay da xong. Con người không tấn công chúng, nên chúng cũng không có lý do gì để tấn công lại. Những gia đình nào sợ hãi loài hổ chúa, không muốn chúng ở trong nhà thì có thể gọi nhân viên của các khu bảo tồn đến bắt chúng và thả vào rừng. Ở Quentin Gates có hàng ngàn nhân viên làm công việc cứu hộ rắn hổ chúa cũng như các loài khác. Riêng công việc cứu hộ loài hổ mang chúa khi chúng lạc vào nhà dân cũng đã quá vất vả và nguy hiểm. Nọc độc của hổ mang chúa vô cùng kinh khủng. Một cú đớp của hổ mang chúa sẽ cướp mạng con voi nặng vài tấn. Lượng nọc độc trong cơ thể hổ mang chúa đủ giết vài chục người. Tuy nhiên, rất ít trường hợp ghi nhận hổ mang chúa cắn chết người ở Quentin Gates. Loài hổ mang chúa chỉ tấn công tiêm nọc độc vào con người khi con người tấn công giết hại chúng. Phần lớn các cú đớp của nó không có nọc độc, hoặc nó chỉ tiêm lượng nọc độc cực ít qua răng nanh để đe dọa con người. Khi bị dồn vào đường cùng, nó mới nhả lượng nọc lớn. Loài rắn này có khả năng kiểm soát lượng nọc độc trong khi tấn công. Các nhà khoa học đến từ phương Tây đã có nhiều cuộc nghiên cứu về hổ mang chúa ở Quentin Gates, thậm chí gắn thiết bị theo dõi vào những con hổ chúa khổng lồ. Tuy nhiên, rắn vua vẫn là loài cực kỳ bí ẩn. Sự hiểu biết của con người về rắn hổ chúa gần như vẫn bằng không. Con trâu có sừng mọc ngược kỳ lạ chủ quyết không bán. Con trâu có cặp sừng chỉ địa đã hạ sinh 6 con trâu con được gia chủ yêu quý. Nhiều người hỏi mua nhưng quyết không bán. Chủ nuôi còn dự định chôn các con trâu lạ này sau khi nó chết đi. Chủ nhân con trâu kỳ lạ này là cặp vợ chồng ông Hoàng Văn Cường 49 tuổi và bà Trương Thị Hà 42 tuổi, trú thôn Giáo Liêm, xã Triệu Đô, Triệu Phong, Quảng Trị. Bà Hà cho biết gia đình mua con trâu của người trong xã lúc nó được 1 tuổi với giá 3 triệu đồng. Lúc đó sừng trâu vừa mới nhú ra khoảng 5cm, đụng vào thấy mềm như răng sắp rụng. Sau đó cặp sừng trâu lớn dần nhưng thay vì mọc hướng lên trời như những con trâu khác thì nó lại hướng xuống đất, gọi là sừng chỉ địa. Vì cặp sừng kỳ lạ này nên vợ chồng bà Hà đặt tên con trâu là trâu quắp. Bà Hà cho hay đến nay con trâu quắp 9 tuổi đã hạ sinh 6 con trâu con, nhưng không có con nào có cặp sừng giống trâu mẹ. Toàn xã Triều Độ và các xã lân cận nuôi khá nhiều trâu, nhưng cũng không có con nào có cặp sừng chỉ địa tương tự như trâu quắp. Chính vì sự khác biệt ở cặp sừng chỉ địa nên con trâu quắp được nhiều người chú ý, trong đó có nhiều vị khách người nước ngoài khi đi ngang qua thường xin gia chủ chụp hình cùng trâu. Bà Hà cho hay con trâu này rất hiền, sau khi được thả ra đồng đi kiếm ăn sẽ tự đi về nhà. Cặp sừng chỉ địa làm trâu quắp yếu thế, nhưng khi có con vật nào đó tấn công con của nó thì nó sẵn sàng đáp trả bằng tất cả sức mạnh của mình để bảo vệ con. Thương trâu quắp nên dù vợ chồng bà Hà làm đến 2 mẫu ruộng nhưng không bắt trâu cày kéo. Nhiều người thấy cặp sừng lạ đã hỏi mua trâu nhưng vợ chồng bà Hà nhất quyết không bán. Ngày phát hiện cặp sừng trâu bị quắp, làng xóm khuyên can bảo nên bán nó đi vì quan niệm nuôi trâu rừng quắp sẽ khó làm ăn. Thế nhưng tôi thương con trâu nên cứ để nuôi và gia đình vẫn làm ăn bình thường. Nhờ nó bán đẻ nên tôi có trâu bán rồi có tiền xây nhà cửa, bà Hà cho biết.
Theo bà Hà, gia đình dự định sau này con trâu già quá, đến ngày nó chết đi sẽ chôn cất tử tế chứ không bán hay xẻ thịt.